Xin chào tất cả các bạn, chúng ta quay lại với lại cái series clip chúng ta làm cái nhà tân cổ điển này trên nền Revit 2025. Thì clip số 3 này thì tập trung vào hai vấn đề. Vấn đề số 1 đó là hướng dẫn cho các bạn mới sử dụng cái cách để các bạn có thể là vẽ được cái cột trang trí kiểu cơ bản như thế này. Đó là cái cách thứ nhất. Cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai đó là cái cách mà chúng ta quản lý và sử dụng cái mẫu cột này qua các cái dự án khác nhau như thế nào và cách chúng ta cập nhật thêm chi tiết của nó như thế nào, thì đó là cái nội dung thứ hai. Tất nhiên là cái phương pháp ở trong sử dụng ở trong clip này chỉ là một trong những phương pháp cơ bản nhất dành cho những người mới sử dụng. Còn nếu như các bạn có những cái tìm hiểu chuyên sâu hơn và các bạn có những kỹ năng sử dụng tốt hơn thì chúng ta sẽ còn nhiều cách khác nữa và sẽ lần lượt giới thiệu ở trong những cái nội dung kế tiếp của kênh nha. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung cụ thể. Thì bây giờ để tạo được cái cột trang trí góc tường cho cái công trình mà chúng ta đang làm từ hôm trước đến giờ theo cái mẫu mình đưa và có cái link mình upload các cái file CAD cũng như là file hình ảnh đi kèm cho các bạn thực hành theo nếu bạn không có mẫu. Còn nếu như các bạn mà làm công trình của riêng các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để sử dụng cho công trình của bạn. Thì cái đây là cái kiểu cột mà chúng ta ốp vào cái phần tường, cái phần góc tường như thế này của công trình như thế này. Thì cái cách làm đơn giản nhất thì nó sẽ như sau. Ở đây thì mình sẽ xóa cái góc tường này đi để mình làm minh họa cho các bạn xem nha. Ở đây thì cách mình muốn trao đổi với các bạn mới sử dụng Revit đó là chúng ta sử dụng cái công cụ là component và model in place để chúng ta tiến hành chúng ta vẽ cái mô hình cột này ngay tại trong dự án của chúng ta luôn. Và khi ta chọn model in place thì chúng ta sẽ chọn cái câu chuyện đó là chúng ta sẽ chọn cái nhóm category của nó. Ở đây mình sẽ chọn cái nhóm category là world và mình sẽ đặt tên cho nó ví dụ như là cột trang trí, vì trong cái mô hình này mình đã cái cột 01 rồi, bây giờ mình đặt tên như là cột trang trí 02 rồi mình bấm OK. Đó. Thì đối với lại cột trang trí 02 như thế này thì mình sẽ sử dụng, đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái gọi là cái công cụ gọi là sweep. Sweep này thì nó có cái tính năng là chúng ta sẽ có một cái profile và chúng ta sẽ vẽ một cái đường dẫn cho nó và chúng ta sẽ cho cái profile nó trượt theo cái đường dẫn để tạo nên hình khối. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ là sweep. Sweep thì việc đầu tiên của sweep đó là chúng ta lại đi chúng ta vẽ cái sketchpad, chúng ta vẽ cái đường dẫn. Thì thông thường cái đường dẫn ở trong trường hợp này mình sẽ vẽ ở trên cái mặt bằng của tầng 1 hoặc là tầng 2 thì tùy theo các bạn vẽ, thì mình sẽ vẽ sketchpad ở đây. Và sau đó thì mình sẽ vẽ vào trong cái vị trí này. Thì đối với kích thước của cái nhà này thì mình sẽ vẽ một cái đường dẫn bao gồm có hai đoạn, một đoạn qua bên này là 400 với kích thước là chiều dài là 400. Và một đoạn theo cái bên này có kích thước chiều dài là xin lỗi các bạn là 500 nhé. Đây qua chiều này là 500 và theo cái phương này là mình cũng có 500. Rồi. Rồi sau khi mà mình vẽ được một cái đường cơ sở như thế này rồi, đây là cái đường mà mình đã vẽ ra, thì kế tiếp đó là mình bấm finish cho cái đường dẫn này và mình sẽ bấm cái phần edit profile để mình xác nhận là mình đi vào mình làm cái profile cho nó. Đó. Thì trong trường hợp các bạn mà vẽ profile một cách thủ công thì các bạn chọn edit profile. Còn ở trong trường hợp này thì mình đã dùng một cái profile có sẵn, ví dụ như mình đã có sẵn một cái profile ở đây. Đây là một cái profile mình đã tạo sẵn như thế này. Đó. Thì cái profile này mình tạo theo cái tiết diện mặt cắt dọc của cái cột bao gồm có những cái khúc cua khúc ôm như thế này ở trong cái profile và mình load vào. Nếu như bạn nào chưa có profile như thế này thì mình cũng sẽ upload và mình gửi ở trong cái phần link chung của ở trong cái phần mô tả của video nha. Và cái cách tạo profile này thì nó cũng đơn giản, chúng ta có thể là vào menu file, chúng ta sẽ chọn cái new, và như chúng ta sẽ không cho new project nữa mà chúng ta sẽ chọn là new family. Ở trong cái new family này thì chúng ta sẽ tìm đến cái profile, cái metric profile như thế này. Đó. Và chúng ta bấm open.
Ở trong cái matrix profile này thì chúng ta sẽ vẽ dùng các cái nét 2D này, nét line này, và chúng ta sẽ vẽ ra cái profile, một cái profile là một cái tiết diện khép kín theo cái kích thước chúng ta mong muốn đó. Và chúng ta sẽ load vào trong, sau khi chúng ta vẽ xong chúng ta sẽ lưu lại ở trên ổ cột cứng, và chúng ta sẽ chọn là load vào trong dự án. Chúng ta load vào đây thì nó sẽ có được cái profile đó. Đây thì mình chỉ minh họa thao tác thôi ha. Thì đối với cái profile này mình đã vẽ rồi, mình đã load vào rồi à, và tên của nó là A cộng A cột TT01. Thì ở trong cái quá trình mà mình làm cái này thì đến cái bước này mình sẽ chọn là select profile mình ở trong cái dự án của mình nhé. Mình bấm select profile và mình sẽ chọn cái profile là A cộng A cột TT0101 ở đây rồi. Và mình đưa nó vào. Thì bây giờ cái profile mình đưa nó vào nó nằm ở cái vị trí này. Trong trường hợp mà các bạn đưa profile vào mà cái profile nó bị lật ngược ở bên trong thì chúng ta sẽ bấm flip ở đây thì nó sẽ lật, nó là lấy cái đối xứng, ví dụ profile này đang quay vào trong này, profile nó quay ra ngoài thì nó sẽ có như này. Và chúng ta bấm finish nhé. Thì sau khi mà finish xong thì chúng ta sẽ có được một cái cột góc phần tư, nó ôm góc phần tư như này đó. Rồi kế đấy nó là cái câu chuyện chúng ta sẽ tạo thêm những cái rãnh xẻ ở phía trên này của cột. Thì đối với cái phần rãnh xẻ đó thì trước tiên là chúng ta đã tạo ra cái này rồi, chúng ta không có bấm finish ở bước cuối cùng mà chúng ta đã tiếp tục qua cái tab create, và chúng ta sẽ tạo cái một cái khối là khối rỗng, nó gọi là void forms. Ở trong Revit nó gọi void form, lần này chúng ta sẽ dùng là void extrusion đó. Và chúng ta để vẽ được cái void extrusion ở trên cái mặt đứng á, thì đối với cái công cụ mà extrusion ở trong Revit thì thông thường khi chúng ta gọi ra nó sẽ mặc định là mặt phẳng nằm ngang, nếu như chúng ta trước đó chúng ta chưa có làm gì về mặt phẳng làm việc. Thì chúng ta muốn vẽ trên mặt đứng á, thì chúng ta sẽ gọi là set work plane, chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng, chúng ta sẽ chọn pick plane, chúng ta chọn cái mặt phẳng này. Sau khi chọn mặt phẳng này xong thì chúng ta sẽ dùng công cụ pick line cho nó nhanh. Các bạn muốn vẽ mặt phẳng cũng được, các bạn vẽ hình chữ nhật cũng được. Ở đây mình sẽ chọn pick line, mình sẽ chọn pick line kèm theo offset là 160, khoảng 160. Rồi mình offset cạnh này vào, mình offset cạnh này vào đó. Rồi mình offset cạnh dưới này lên, mình offset và sau đó mình dùng công cụ trim để mình trim cái này lại đó. Và vì cái khối void này nó bắt đầu từ cái bề mặt này cho nên là mình sẽ cho nó là đi vào khoảng là 40 đó, cho nó khoét vào lớp đầu tiên rồi mình cho nó vào 40, mình bấm finish nhé. Thì sau khi mình bấm finish xong thì mọi người có thể thấy là cái bề mặt đã được cắt vào một đoạn là 40 rồi. Vẫn ở trên cái mặt phẳng này mình lại tiếp tục mình tạo thêm một cái void extrusion nữa, và bây giờ mình sẽ pick ra là 40 tính từ cái cạnh trong. Mình sẽ pick ra ngoài này 40, một nét nhé, hai nét, ba nét, bốn nét, và mình sẽ cho cái này là 20. Người ta bấm ok finish đó. Thì mình sẽ có tiếp tục là có một cái nấc thứ hai đó, mình sẽ có hai nấc như này. Rồi mình làm tương tự như vậy cho cái mặt phẳng ở bên hông này. Thì mình sẽ được một cái bề mặt ở bên này nó cũng y chang bên kia, chúng ta có hai cái lớp chỉ âm vào như này. Và cái đấy là sau khi ta model được cái cục như này rồi thì chúng ta đi set up cái vật liệu cho nó, là thiết lập vật liệu cho nó. Thì ở trong cái phần vật liệu của cái cục này chúng ta sẽ khai báo cho nó là cái vật liệu là vữa tô nè, như này, và chúng ta bấm ok rồi. Bây giờ nếu như chúng ta làm như thế này xong thì khi mà mọi người triển khai thì cái cục này của mọi người nó chỉ có một cái vật liệu duy nhất, là nguyên cái cục này nó là vữa tô và nó đắp vào đó. Thì ở cái chỗ như thế này, ở cái vị trí mà chúng ta làm như thế này thì nó hơi phi lý một chút xíu, đó là nếu như mọi người đắp một cái phần vữa mà nó to như thế này thì nó không hợp lý về mặt cấu tạo đó. Thì trong trường hợp nếu như ở đây thì thực ra thì ở ngoài thực tế thi công thì chúng ta lại có các cái trường hợp mà khác nhau đối để có thể tạo nên cái những cái phù điêu, những cái phù điêu trang trí, những cái cột trang trí này, tức là nó có nhiều cái cách khác nhau để tạo ra nó. Như cách cơ bản, ví dụ một trong những cách cơ bản là chúng ta có thể xây cái cốt gạch nó đi ra, và chúng ta bắt đầu mới dựa trên cái cốt gạch
chúng ta đó, chúng ta mới đắp thêm những cái phần mà gờ chỉ trang trí đi kèm. Thì đó là cái mà một trong những cái cấu tạo mà nó gọi là cơ bản mà nó thông dụng đó. Thì như vậy thì chúng ta dự trù trước cái câu chuyện đó, thì chúng ta nếu như không muốn cái cục này là nguyên cục đặc thì chúng ta có thể là khoét rỗng cho nó. Thì bây giờ cái phần khoét rỗng thì nếu như các bạn mà không có quá chi ly thì các bạn có thể là khoét theo cái lớp vữa này, còn nếu như mà các bạn chi ly hơn nữa thì các bạn có thể là khoét theo đúng như cái cấu tạo của cái cấu cạch ở bên trong, mà ngoài thực tế khi làm sẽ như thế nào thì các bạn làm như thế. Ở đây thì mình sẽ minh họa nhanh cho các bạn cái nguyên tắc làm việc, còn lại tùy cái cấu tạo thực tế thì tùy thuộc vào dự án của bạn nha. Thì ở đây mình lại tiếp tục mình tạo ra một cái void form, nhưng mà bây giờ mình không có làm extrusion nữa, là mình sẽ làm void sweep. Void sweep xong rồi thì mình cũng lại sketch path thôi. Sketch path thì bây giờ từ đây đến đây thì mình mong muốn là cái lớp vữa của mình là nó cách đây khoảng, ví dụ như mặt này thì nó cách khoảng là 20, thì mình vẽ qua cạnh này là 480. Cái đường dẫn qua đây mình cũng vẽ là 480. Thôi sau khi mà mình vẽ được cái này xong thì mình bấm finish và mình sẽ chọn là select profile, mình bấm edit profile. Bây giờ mình chuyển sang cái mặt đứng hướng nam để mình có thể là mình vẽ cái profile nó vào. Thì trong mặt đứng hướng nam thì hiện nay cái góc tọa độ của nó nằm ở ở đây, và mình có thể, nếu như mọi người khó quan sát của mọi người thì bật cái wireframe lên để biết được là chúng ta cần vẽ từ đến đâu. Và chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đi từ cái góc này, chúng ta đi đi lên đến trên này, ví dụ chúng ta khoét là khoét tới trên này đó, và cái cạnh này thì sẽ nó bám sát theo cái cạnh bên trong này, xong rồi từ đây thì chúng ta di chuyển nó vào. Ví dụ chúng ta muốn cái lớp vữa tô đây nó dày tối thiểu nó khoảng 15 thì chúng ta sẽ đưa nó vào khoảng 15 như này, chúng ta bấm finish nhé. Rồi sau khi chúng ta finish xong rồi thì chúng ta bấm finish một lần nữa để xác lập cái khối khoét rỗng này, thì mọi người có thể thấy là ở trong này chúng ta khoét rỗng nó ra đó. Và chúng ta bấm finish để kết thúc bởi việc chúng ta model cái cục này. Đó là cái phần nội dung thứ nhất. Tất nhiên là cái nội dung thứ nhất này á, thì nó vẫn chưa là một cái phiên bản đầy đủ đâu, tại vì nó còn một cái phần lõi cốt gạch ở bên trong nữa, nhưng mà mình sẽ để dành cái phần cốt gạch đó để minh họa cho một cái nội dung nhỏ ở trong cái phần thứ hai của cái clip này. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái cột trang trí này nhiều lần như thế nào, lưu trữ sử dụng nhiều lần như thế nào. Thì bây giờ sang cái nội dung thứ hai. Thì đối với chúng ta, sau khi chúng ta tạo ra được một cái chi tiết như thế này thì chúng ta để có thể sử dụng được nhiều lần ở trong dự án, và đồng thời có thể sử dụng qua nhiều dự án khác nhau nữa, là lưu trữ sử dụng ngoài nữa, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ nó gọi là Create Group, là biến cả cái này trở thành một cái nhóm đối tượng đó. Và chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta đặt tên cho nó là cột trang trí 02, là bấm OK. Thì sau khi mà chúng ta đặt cho nó một cái group là cột trang trí 02 rồi á, thì ở trong cái phần mà quản lý project browser này thì nó có thêm cái cột 02, cột TT02 ở đây, nó là nó đây. Và lúc này thì mọi người có thể là copy cái cột này ra, ví dụ như chúng ta có thể là copy CO nó ra các cái vị trí khác nhau, chúng ta có thể sử dụng và chúng ta có thể xoay chở nó ở các cái vị trí khác nhau như thế này. Chúng ta muốn bao nhiêu vẽ qua vài chỗ nào, chỗ này chỗ kia thì chúng ta có thể là copy nó ra. Và ở đây thì đối với những cái group ở trong Revit thì nó sẽ có một cái tác dụng, đó là chúng ta có thể kích chuột phải vào cái cột TT02 này và chúng ta sẽ chọn là Save Group, và chúng ta sẽ chọn sang cái vị trí mà chúng ta muốn lưu, và chúng ta sẽ để cái tên là cùng với cái tên của cái group như này đó. Mọi thông số chúng ta sẽ chỉnh như này, chúng ta sẽ Save, thì chúng ta sẽ có được một cái file Revit riêng về cái mẫu cột đó. Và khi chúng ta có cái file là viết riêng về cái mẫu cột trang trí này, thì giả sử các bạn làm một cái dự án mới, các bạn chọn New Project và các bạn tạo một cái dự án mới nha, và sang cái dự án kế tiếp các bạn muốn dùng lại cái mẫu cột này không, thì các bạn chỉ cần là vào dự án mới, đây mình đang mở dự án mới nhé, và các bạn vào trong cái menu Insert này và các bạn sẽ chọn là Load As Group như này không, và chúng ta sẽ chọn cái cột, ví dụ chúng ta sẽ chọn cái cột TT02, chúng ta bấm OK. Và sau khi chúng ta load nó vào xong rồi thì đây như thế này không, thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là model cột TT02 ha, chúng ta đã load nó vào trong này rồi như thế này. Và chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta sẽ kích chuột phải, chúng ta chọn là Create Instance.
và chúng ta đặt vào các cái vị trí ở trong dự án mới mà chúng ta mong muốn như thế này đó, thì chúng ta sẽ có được một cái model cột đưa vào trong vị trí công trình như thế này. Và chúng ta muốn chỉnh sửa những cái kích thước chi tiết của nó thì một là mọi người có thể chỉnh sửa ở trong cái dự án luôn, hai là mọi người có thể mở riêng cái file cột TT02 đó, vì nó là một file Revit ra, và mọi người có thể chỉnh sửa riêng cho nó nhẹ nhàng cũng được. Thì đối với những cái kiểu mà group như thế này thì chúng ta lại có một cái lợi thế đó. Thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề là mình nói mình có chừa lại cho mọi người một cái chi tiết ở đây. Bây giờ mình muốn là tạo một cái cốt gạch, mình đưa nó vào trong vị trí này, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nha, từ đây vào đến phần cốt gạch của mình nó là 45. Như vậy thì mình sẽ dùng cái một cái công cụ nó gọi là vẽ tường, và sau đó mình sẽ tạo ra một cái loại tường nó chỉ có một cái lớp gạch thôi và nó dày 45 như thế này, vật liệu gạch xây dày 45 nha. Và mình sẽ vẽ theo cái bên này và mình sẽ canh theo core face interior. Rồi mình sẽ vẽ từ đây, à đây, mình sẽ vẽ từ cái vị trí này chứ. Mình vẽ từ cái lớp gạch này mình vẽ qua đây. Sau đó thì lại tiếp tục là mình vẽ lên đến trên này. Đó. Rồi sau khi mình vẽ hai cái này xong rồi thì mình tiến hành là mình modify và mình choi cái phần gạch này đối với lại cái phần tường. Ví dụ như mình choi cái này với lại cái ông này nha. Và nếu như nó cắn như thế này thì chúng ta sẽ đảo ngược lại cái vùng soi để chúng ta sẽ có cái này. Rồi sau đó tiếp tục là chúng ta dùng cái công cụ giao cắt này, chúng ta tiếp tục giao cắt với lại cái phần này và chúng ta có thể là chỉnh sửa lại nha. Đó. Rồi cái phần tường này chúng ta cũng cho nó giao cắt với lại cái phần tường này nha, và chúng ta cũng tiến hành là switch. Đó. Thì chúng ta sẽ được một cái cấu trúc như thế này. Đây cái phần cố gạch chúng ta xây ra, và cái phần này coi như cái phần vữa trang trí ta đắp thêm vào. Và đây thì chúng ta có thể là chỉnh sửa cái cao độ của nó như thế này, chúng ta sẽ đưa nó xuống, tại vì đằng nào thì bên cái phần chân này chúng ta cũng còn những cái cờ chỉ trang trí khác nữa. Thế bây giờ chúng ta muốn cập nhật cái ông này vào bên trong của cái group. Hiện nay cái group chúng ta thì chỉ có là cái group chúng ta chỉ có cái phần này thôi, không có phần gạch trong. Thì mọi người sẽ vào trong cái phần edit group này và chúng ta sẽ add thêm. Bây giờ trong cái group này nó sẽ tồn tại, chúng ta muốn đưa luôn cả hai cái miếng tường 45 này vào trong, chúng ta bấm finish nhé. Thì sau khi mọi người mà finish xong thì mọi người có thể thấy là chúng ta finish ở đây, thì ban nãy trong dự án này copy một cái ra ngoài nên thì nó cũng có thêm cái phần lõi tường cập nhật vào đây. Đó là một cái nha. Và kế đấy nữa là sau khi chúng ta đã cập nhật được cái group ở trong này rồi, chúng ta có thể là chọn cái cột TT02, chúng ta lại có thể là chọn save group ở đây. Và chúng ta chọn lại, chúng ta lưu đè lên trên cái cột TT02 này, chúng ta bấm save. Không. Và sau khi chúng ta lưu cái file rồi, chúng ta bấm yes. Đó. Thì chúng ta đi qua cái dự án chúng ta mở mới ban nãy rồi. Bây giờ ở trong cái dự án mà chúng ta có sử dụng cái cột TT02 đó, thì bây giờ nó vẫn là cái mẫu cũ như này. Thì bây giờ trong cái dự án này mọi người muốn cập nhật theo cái mẫu mới thì mọi người chỉ cần là kích chuột phải vào cái model ở trong cái phần group nha, TT02, và chúng ta sẽ chọn là reload. Và đây chúng ta sẽ bấm vào trong cái phần này, chúng ta chọn là cái cột TT02, chúng ta bấm open. Tất nhiên chúng ta không có đi kèm với lại cái đường cao độ với đường grid nữa. Ta bấm ok. Chúng ta bấm ok. Thì mọi người có thể thấy là nó đã đưa cái cột và cái mẫu mới này vào để thay thế cho cái cột mẫu cũ, nó cập nhật. Và trong mô hình chúng ta hiện nay có bao nhiêu cái thì nó cập nhật bấy nhiêu cái vào trong mô hình chúng ta, rất là tiện. Thì đó là cái nội dung mà mình muốn trao đổi với mọi người. Đó là thứ nhất, chúng ta dùng model in place để có thể tạo ra những chi tiết trang trí dạng đơn giản như thế này. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể là sử dụng các cái tính năng của công cụ group để chúng ta có thể tạo thành những cái thư viện chi tiết trang trí để chúng ta có thể sử dụng đi sử dụng lại ở trong những cái dự án khác nhau. Đồng thời cái việc chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng có thể là thay đổi và cập nhật những cái thay đổi dựa trên cái mô hình chúng ta được thông qua cái công cụ là save group và load cái group đó vào trong cái dự án cũ hoặc trong dự án mới.
Thì đó là những cái nội dung mà mình trao đổi với các bạn ở trong cái clip này. Hy vọng những trao đổi của mình sẽ giúp cho các bạn nó có cái khả năng để làm được cái dự án có cái mức độ chi tiết cao hơn ở trong Revit nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau.